Thưa quý vị, thưa các bạn, trái với một số lo ngại, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã bắt nhịp tốc độ tăng cao ngay từ những tháng đầu năm 2018, tạo ra bước khởi đầu lạc quan cho việc thực hiện mục tiêu cả năm, cho dù vẫn phải đối mặt với những thách thức từ thương mại quốc tế. Năm 2017 là năm đầu tiên xuất khẩu của Việt Nam vượt 200 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,2% so với năm 2016, vượt xa chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ giao cho ngành công thương. Trong 4 tháng đầu năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính cũng đã đạt 73,76 tỷ đô la Mỹ, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017. Tăng trưởng xuất khẩu đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP, cải thiện cán cân thanh toán, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy sản xuất, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho hàng triệu lao động. Xuất khẩu của Việt Nam chúng ta đã tăng mạnh về quy mô, năng lực sản xuất, hàng xuất khẩu đã được mở rộng và ngày càng được tăng cường và cả cái chiều rộng cũng như chiều sâu. Đặc biệt lần đầu tiên chúng ta đã vượt cái mốc 200 tỷ đô la cho cái hàng xuất khẩu và cụ thể đạt là 214 tỷ đô la Mỹ cho hàng xuất khẩu năm 2017. Và như vậy là chúng ta đã vượt xa so với quy mô xuất khẩu của năm 2011. Mới có 96,9 tỷ đô la Mỹ. Và chúng ta đã thực hiện được theo đúng cái lộ trình các cái phát triển của cái chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020 định hướng đến năm 2030. Và như vậy sau 7 năm thì xuất khẩu của chúng ta đã tăng 2,2 lần và tốc độ xuất khẩu bình quân của chúng ta tăng là 12% một năm. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, tình hình xuất khẩu năm 2018 vẫn tiếp tục phải đối mặt với một số khó khăn, tăng trưởng được dự báo không ở mức cao. Chính sách kinh tế và thương mại của các nền kinh tế lớn như là Hoa Kỳ, EU có thể thay đổi nhanh và có tác động đa chiều. Trong khi đó, giá trị gia tăng của hàng hóa Việt Nam lại chưa cao. Sản phẩm công nghiệp xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu dưới dạng gia công, chưa có thương hiệu. Các mặt hàng nông sản, thủy sản xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm, đã là những yếu tố hạn chế hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Đối với doanh nghiệp của chúng tôi, khi xuất khẩu sản phẩm quế hồi sang những thị trường ví dụ như là châu Âu, Mỹ là những thị trường khó tính thì lại càng gặp nhiều khó khăn. Một trong những cái khó khăn mà hiện tại chúng tôi đang gặp phải đó là cái quá trình xây dựng thương hiệu và xây dựng cái chiến lược marketing tiếp cận những thị trường đó. Và thứ hai là cái vấn đề về kiểm soát chất lượng. Bởi vì những cái thị trường này thì họ yêu cầu về chất lượng rất là nghiêm ngặt. Chúng tôi cũng mong muốn từ Bộ Công Thương sẽ có nhiều cái hoạt động xúc tiến thương mại cho các hiệp hội về tham gia những cái hội chợ về mặt hàng, về ngành hàng, rồi tham gia những cái hội chợ cho các doanh nghiệp để có thể tiếp cận thị trường một cách gần hơn và tìm kiếm khách hàng dễ hơn. Xuất khẩu năm 2018 được dự báo sẽ tiếp tục đà tăng trưởng của những năm trước. Do đó, định hướng xúc tiến xuất khẩu sẽ tập trung vào các mặt hàng sản xuất công nghiệp chủ lực, nhóm hàng nông sản, thủy sản, đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng cường đầu tư phát triển công nghệ hỗ trợ. Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu còn được các ngân hàng hỗ trợ tháo gỡ nút thắt nguồn vốn. Với góc độ là khách hàng xuất nhập khẩu thì chúng tôi đảm bảo là khách hàng xuất nhập khẩu sẽ được tiếp cận cái nguồn vốn vay ngân hàng mà không cần phải thế chấp tài sản bảo đảm, với một cái thủ tục rất là nhanh gọn và thời gian phê duyệt trong ngày, cũng như là toàn bộ các cái thủ tục ngân hàng được tinh gọn nhất với các cái điều kiện để mà doanh nghiệp có thể tiếp cận thông thoáng nhất tín dụng của ngân hàng. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 10%, Bộ Công Thương đang tích cực cải cách hành chính theo hướng giảm bớt những thủ tục gây khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu. Bên cạnh đó, lựa chọn mặt hàng có thế mạnh để xúc tiến xuất khẩu vào các thị trường theo từng giai đoạn cụ thể nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tìm kiếm khả năng mở rộng thị trường mới tiềm năng, đồng thời củng cố và mở rộng thị phần hàng hóa Việt Nam tại thị trường truyền thống. Thị trường là đối tác kinh tế Hiệp định Thương mại Tự do FTA. Đặc biệt là Bộ sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo cung cấp thông tin thị trường trong và ngoài nước để có được nguồn thông tin hữu ích cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất xuất khẩu.